Kính thưa quý vị, chúng tôi Trần Hùng Tiết một lần nữa xin tái ngộ cùng quý vị. Như quý vị đã biết, lần trước chúng tôi đã bàn sơ qua về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và cũng như là đối nội của Hoa Kỳ với ông tân Tổng thống Donald Trump của chúng ta. Thì hôm nay chúng tôi một lần nữa có ông Đỗ Như Điện ngồi trong phòng thu của chúng tôi. Thì khi mà nói về Hoa Kỳ thì chúng tôi cũng muốn điểm sơ về những cái tình hình của Việt Nam bị ảnh hưởng với lại cái cuộc tranh cử kỳ này hoặc là cuộc bầu cử kỳ này và ông Tổng thống mới chúng ta như thế nào. Thì hôm nay trong phòng thu của chúng tôi, ông Đỗ Như Điện của chúng tôi sẽ một lần nữa đưa quý vị về Việt Nam. Vâng, cảm ơn anh Tiết và cảm ơn quý thính giả. Chắc quý vị còn nhớ cái cuộc thăm viếng của Tổng thống Obama tháng 5 năm 2016 khi tới Việt Nam. Đúng, dạ vâng. Và nó làm cho người Việt Nam rất là phấn khởi. Dạ vâng. Và kỳ vọng là cái TPP sẽ được Mỹ chấp thuận. Dạ vâng. Và đã ký rồi, hai bên, nghĩa là 12 quốc gia đã thỏa thuận xong rồi. Thế nhưng mà cái cuộc bầu cử nó xảy ra và cả hai ứng cử viên tổng thống, kể bà Hillary Clinton cũng như ông Donald Trump, thì lại chống lại cái chống TPP lại. Bởi vì cái đòi hỏi của người công nhân Hoa Kỳ. Dạ vâng. Họ sợ rằng nếu cái TPP được áp dụng thì người Mỹ sẽ mất việc. Sẽ mất việc. Yeah. Và công ăn việc làm sẽ lại đi ra nước ngoài. Tức là export giống như qua vâng. bên Tàu. Hoặc là vì qua bên chính Trung vì vậy mà cả hai ứng cử viên đều chống lại cái đó. Và khi giữ cái lời hứa đó thì ông Donald Trump khi lên làm tổng thống thì ông ấy đã rút lại. Cái đó là một trong những cái đầu tiên mà ông rút lại. Thế thì cái kỳ vọng của Việt Nam vào TPP là sẽ giúp Việt Nam cải tiến vấn đề kinh tế. Dạ vâng. Và người ta nghĩ rằng nếu có TPP thì ngoài những cái gia tăng mình khác không kể, chỉ cái TPP không đó có thể giúp Việt Nam mỗi một năm tăng 2%. Dạ vâng. Thì những người mà theo dõi cái TPP đó, trong đó không những là cái số lượng gọi là xuất cảng qua Mỹ, hoặc là nhưng mà tiếc để ý cái TPP nó cũng có một cái lợi nữa, đó là nó bảo vệ những cái gọi là cái người đó. Nhân công. Thì thì cái đó là một cái điểm mấu chốt. Dạ vâng. Đối với Việt Nam điểm đó là mấu chốt. Dạ vâng. Là vì cái TPP nó đòi hỏi hai vấn đề rất dạ vâng. là quan trọng. Thứ nhất là công đoàn độc lập. Dạ vâng. Tức là các người lao động ở Việt Nam, người ta có quyền thành lập công đoàn. Dạ vâng. Để người ta tranh đấu quyền lợi của họ. Dạ vâng. Cái thứ hai là cái khâu mà gọi là các cái công ty quốc doanh đó, mà có sự tài trợ của nhà nước là nó không chơi. Dạ vâng. Thành ra mà Việt Nam á, là 70% cái hệ thống kinh tế là nằm trong quốc doanh. Dạ vâng. Thì nếu mà theo cái cách trình bày của chú và chúng ta thấy cái TPP đó, thì nếu mà nhìn về cái khách quan mà về một cái người dân Hoa Kỳ, thì TPP bất lợi cho Hoa Kỳ, nhưng mà TPP lại có lợi cho Việt Nam. Đúng, phải không ạ? Nếu người ta tính cho căng cả 12 quốc gia thì ta nghĩ rằng Việt Nam là nước được lợi nhiều nhất. Dạ vâng. Nhưng mà bây giờ đó thì vì ông Trump đã rút ra khỏi và trong ấy nó có một cái điều luật là nếu như mà các quốc gia còn lại đó dưới 6 nước, trên 6 nước đó mà cái thương vụ nó không được 65% thì cái hiệp ước nó không thành. Mà chỉ có Hoa Kỳ không nữa rút ra thì nó đã trên 65% rồi. Còn 11 quốc gia kia đó không đủ. Thế nhưng mà bây giờ đó thì nó có hai cái khuynh hướng. Phía Nhật là muốn giữ. Úc muốn giữ. Và một số nước khác cũng muốn giữ. Nhưng mà bây giờ nếu giữ thì họ phải thay đổi cái điều kiện đó. Tức là không đặt cái tỷ lệ, tức là bây giờ nếu có thì không còn cái tỷ lệ là nếu dưới 60%, dưới 65% thì cái thương ước không còn, thì họ sẽ có thể sửa cái điều đó. Cái thứ hai là họ có thể mời thêm một số các quốc gia khác mới. Nhưng mà nếu mà như vậy, nói như vậy thì cũng không biết có làm được hay là không, tại vì mình thấy Hoa Kỳ là cái chỗ mà Việt Nam dùng để mà gọi là xuất cảng nhiều nhất, và những cái hàng hóa của Việt Nam qua Mỹ nhiều hơn tất cả, giống như qua Nhật chẳng hạn, thì người Việt Nam đâu có qua Nhật được bao nhiêu đâu. Cho nên thì vì vậy mà Việt Nam bây giờ khá lúng túng, mặc dầu họ ít lâu sau này, nhất là hai tuần vừa rồi, là bên Việt Nam nói rằng không có TPP thì chúng tôi cũng đã có những thương ước khác. Dạ vâng. Nhưng mà ngồi tính cho cùng đó thì những cái thương ước mà đã ký được, thứ nhất là nó chưa chạy. Dạ vâng. Thứ hai là nó không, cái lượng hàng mà đưa vào Mỹ đó nó ít quá. Dạ vâng. Nếu mà không có Mỹ
Do đó, nhưng mà bây giờ ông Trump ông vẫn mở cánh cửa là thế này. Ông ấy sẽ thương lượng direct. Dạ vâng. Tức là giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng có thể làm được. Thì là thương lượng thẳng với nhau. Dạ vâng. Thì cái đó cũng giúp cho Việt Nam một phần. Nhưng mà chắc chắn một cái là phải kèm theo một số những cái điều kiện. Dạ vâng. Một số những điều kiện. Chẳng hạn như bây giờ nếu Mỹ họ tiếp tục thì vấn đề nhân quyền họ phải đặt ra nhé. Vấn đề gọi là công đoàn họ phải đặt ra lại. Vấn đề mà gọi là trợ giá của chính phủ là không được rồi này. Dạ vâng. À, rồi thì vấn đề quality, vấn đề phẩm chất. Thì tất cả những cái đó bắt buộc Việt Nam mà muốn thương lượng thẳng với Mỹ thì phải thương lượng từ cái căn bản đó. Nhưng mà nếu mà như vậy đó thì nó sẽ kéo dài cái thời gian ra. Tất nhiên. TPP nó đã xong rồi, chỉ cần ký là mình sẽ có hàng vào hoặc là sẽ đổi giá liền. Nhưng mà bây giờ này nếu mà như vậy thì cái tình trạng kinh tế Việt Nam bây giờ này nó đang... Tình trạng kinh tế Việt Nam bây giờ có thể nói rằng bề ngoài chúng ta biết rằng trong cái chế độ cộng sản ấy, thì họ không có cái report, nó không có clear. Dạ vâng. Nó không có clear. Thí dụ một cái mà Việt Nam đang hết sức là nguy ngập, tức là cái nợ công. Nợ công của Việt Nam bây giờ lớn kinh khủng. Trước đây thì người ta cứ nói rằng sắp trần, tức là đụng trần, tức là cái limit đó, dạ vâng, là 65% của cái GDP. Tức là sao? Cái tiền nợ mà tới 65% thì Việt Nam khó có thể mà trả nợ được. Nhưng mà những nhà kinh tế chuyên môn đó thì nói Việt Nam bây giờ đã vượt cái đó rồi. Và tuần trước đây, trước Tết đây này, mấy ngày Tết này. Có nghĩa là cái số tiền lời mà phải trả cho những cái tiền nợ đó nó không nó có đáo đủ. Nợ, nó đã quá rồi và Việt Nam không thể vay nợ mới để trả nợ cũ được. Dạ vâng. Và cái tiền lời nó mỗi ngày mỗi đẻ ra, trong khi ấy đó thì cái tiền thuế thu vào không đủ trang trải cho những cái chi phí trong nước. Dạ vâng. Bởi vì cái hệ thống nhân công gọi là công chức của nhà nước đó là nó không phải như ở Mỹ, ở các nơi khác. Dạ vâng. Mà tất cả đảng đoàn đều có, các hệ thống đảng đều ăn lương quốc gia cả, các tổ chức gọi là ngoại vi của đảng cũng đều được ăn lương quốc gia cả. Dạ vâng. Thì tất cả những cái đó nó hút hết cái tiền thuế. Do đó mà Việt Nam bây giờ cái tiền để mà đầu tư nó rất là rất là thiếu. Thì nếu mà TPP mà rút ra nữa, bây giờ này công mình thấy cái GDP của Việt Nam, cái sự tăng trưởng của Việt Nam thì theo như mình thấy đọc trên báo cáo của World Economics là, thì họ nói là họ muốn là có thể phải tăng trưởng là 6-7% một năm. Năm ngoái đó thì họ dự tính là 6.7 nhưng mà đến cuối năm thì còn có 6.5. Dạ vâng. Và năm tới này người ta nghĩ rằng khó để mà giữ được 6.5. Thì nếu mà không được như vậy thì làm sao Việt Nam có thể tài trợ cho những cái... Vẫn nghèo và càng nghèo. Trong khi mà tình hình Việt Nam những tháng vừa rồi, những nửa năm sau này. Dạ vâng. Là gặp không biết bao nhiêu những cái thiên tai, không biết bao nhiêu những cái khó khăn. Dạ vâng. Thành ra cái tình hình kinh tế Việt Nam bây giờ thưa quý vị rất là xấu. Bây giờ kêu gọi đầu tư nước ngoài, mà đầu tư nước ngoài đó thì họ những cái đại công ty họ vào thì họ thấy rằng cái cơ hội làm ăn nó không còn ổn định, thành họ cũng không đầu tư thêm. Không ổn định là tại vì cái chính sách hay là chính tại sách, vì cái cái chính sách, cái vấn đề tham nhũng nó vẫn còn rất là nặng. Cái thứ hai nữa đó là cái nội tình của kinh tế Việt Nam nó lại bị lệ thuộc Trung Quốc, kinh tế của Trung Cộng quá nhiều. Việt Nam thâm thủng mậu dịch với Trung Cộng rất là lớn. Rồi thì cái Việt Nam không cung cấp được những cái nhân sự, tức là cái vấn đề nhân công mà giỏi, skill labor, tức là những người mà có khả năng cao đó, không có được. Tức chẳng là không hạn, có đủ, không đủ đào tạo, không có trường đào không tạo, không đào tạo được. Ngay cả những cái hãng, thí dụ như Samsung chẳng hạn, hay là những cái hãng mà họ cần những cái nhân viên cao cấp đó, thì ở Việt Nam tuyển thì cũng được, không được. Thành ra chính vì vậy mà cái khó khăn của Việt Nam nó rất là lớn. Thì đó, thì như ông Điện vừa trình bày đó, thì như quý vị thấy đó là cái kinh tế Việt Nam có thể là bị sa sút trong thời gian tới. Nhưng mà mình thấy là nếu mà không có theo dõi như chú thì thấy về Việt Nam thấy cũng nhà cao ốc vẫn được đưa lên đó, và cái số nếu... người đi xe hơi thì nhiều hơn xe đạp hay là đó thì bây giờ tại sao tại sao nó lại xảy ra cái chuyện đó? Tại sao? Là vì chúng ta thấy đó, cái số người giàu vào khoảng độ 10-12% dân số, họ giàu ra bởi cái gì? Thứ nhất là đất đai.
Tức là đã có đất rồi bây giờ bán đất tại vì đất nó lên Không, lên. cái đất á, là họ đi, họ là những cái nhóm mà đi với nhà nước. Họ đầu tư vào địa ốc, Dạ vâng. họ mua đất rẻ của nông dân Dạ vâng. mà chính phủ lấy, họ xây những cao ốc, Dạ vâng. họ xây các khách sạn, họ xây khu du lịch, họ làm tất cả cái đó Dạ vâng. và họ rất là giàu có. Dạ vâng. Trong khi cái thành phần nghèo thì lại càng nghèo. Thí dụ như những cái người nghèo nhất Việt Nam bây giờ là cái gì biết không? Là thành phần nào biết không? Hai thành phần. Thứ nhất là nông nghiệp. Việt Nam là xứ nông nghiệp mà bây giờ những người làm nông, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long, là bây giờ đói hơn đâu hết. Tức là nước kỳ đó mình có nói chuyện về cái Đó. vụ nước không có có nguồn nước Không phải. và Và cái sản phẩm nông nghiệp. Và bây giờ cái gạo của Việt Nam á, là xuất khẩu là lại thua gạo của Campuchia. Gạo Campuchia bây giờ hay hơn, ngon hơn. Và họ giành thị trường của Việt Nam. Và Việt Nam bây giờ xuất khẩu cái lựa cái phẩm chất gạo của Việt Nam mới thấp. Lý do Là vì Việt Nam không có cái đầu tư vào những cái để nâng cấp từ máy móc cho đến hạt giống cho tới nông cơ cho tới cái kế hoạch sản xuất. tức là làm nông nghiệp Đấy. nhỏ chứ không Nông phải nghiệp là nhỏ và nó lại bị một số người của chính quyền, tức là trong cái hệ thống đầu tư đó, ở trên cái hệ thống mua bán đó, Dạ vâng. thì nó bị block lại, thành ra cái người làm nông đó không được hưởng quyền lợi Dạ vâng. mà cái người ở trên với Tức là thương bị lái. thu mua giá thấp mà để xuất À, cảng. đó, thành vì vậy mà cái khổ nhất là người nông nông dân bây giờ. Dạ vâng. Cái thứ hai là công nhân, tất nhiên là có một thành phần khá đông đi làm cho các hãng xưởng thì cái đồng lương của họ rất là thấp. Dạ vâng. Rất là thấp nếu so với các quốc gia khác Nhưng thì mà vẫn nếu mà lớn. so với lại cái số tiền mà làm cho như công nhân nhà nước hay là công nhân nước ngoài thì công nhân nước ngoài vẫn là khá hơn đúng không? Hay là sao? Nó vẫn khá hơn nhưng mà nếu so chung đó thì trong cái tình hình kinh tế đó Dạ vâng. thì vẫn là thấp, bởi vì năm vừa Tức là rồi mình so chung với tất cả các các nước nước chung lên quanh đó trên thì cái gọi là cái tính theo cái lợi tức đầu người Việt Nam vẫn là thấp nha. Dạ vâng. Rồi cái đời sống đó bất ổn ở cái chỗ là mọi thứ nó gia Dạ tăng vâng. khủng khiếp. Thí dụ xăng năm vừa rồi là lên lên giá tới mấy lần? 8 lần à. Thay đổi giá. Tại vì chính phủ thiếu tiền, thành ra cái mà thu thuế dễ nhất là tăng giá xăng. Dạ vâng. Đấy. Thì bây giờ này giống như chú nói như vậy là có hai cái gọi là tầng lớp người, người thì quá giàu mà người thì quá nghèo mà cái số người nghèo thì là đông hơn cái số người Đông hơn giàu. nhiều, đông quá nhiều đấy. Thì đó Đấy. thì nếu mà như vậy thì kinh tế Việt Nam sẽ Cho đến bây giờ có thể nói rằng trong cái lời phát biểu vừa rồi đó thì chính ông Phúc, ông Thủ tướng đó nói rằng là có thể cái gọi là cái tài khóa quốc gia có thể sụp đổ, nghĩa là có thể vỡ nợ bởi vì không thể trả nợ được. nếu mà vỡ nợ thì tức là cái đồng tiền nó sẽ mất giá mà mất giá thì những còn đợi như người dân đâu Do còn gì đó nữa. nó có cái câu chuyện thế này là khi cách trước Tết đó Dạ vâng. thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải qua gặp ông Tập Cận Bình Dạ vâng. và người ta nói rằng một trong những các cái lý do ông qua để mà xin Trung Cộng nâng đỡ, bởi vì cái nếu Mỹ rút ra khỏi TPP rồi thì Việt Nam sẽ không còn chỗ bám víu nữa và kinh tế Việt Nam sẽ đã thâm thủng rồi, đã thâm thủng với mậu dịch với Trung Cộng quá lớn rồi, nhưng mà bây giờ nếu Việt Nam vỡ thì chỉ có Trung Cộng bỏ tiền ra cứu được Việt Nam, và nếu cứu Việt Nam thì tức là mình lệ thuộc đảo. Tức là tiếp tục đi lệ thuộc. Tức là lệ thuộc đảo. Dạ thưa Đó quý là cái vị. viễn ảnh rất là đen tối của Việt Nam, thưa Dạ thưa quý quý vị vị, và các đó là bạn. những cái tình trạng của Việt Nam so với lại những cái công việc mà gọi là TPP và những cái kinh tế khó khăn cho Việt Nam trong những năm kế tới thì chúng tôi không biết là nó sẽ đi về đâu nhưng mà hy vọng là không có giống như Venezuela phải không chứ? Vỡ nợ lại giống như là đi luôn là phiền. Chưa chắc đâu, chưa chắc, nếu mà cái cách điều hành mà họ không có quyết tâm thay đổi, họ phải thay đổi toàn bộ cơ cấu. Và đặc biệt là chúng ta thấy là những cái gần 70% là các công ty quốc doanh, mà các công ty quốc doanh là lỗ. Thì đó thì mình nói nếu Đó, mà đã Venezuela lỗ. mà rớt là từ từ trên rớt Vậy xuống. mà trong khi ấy cách đây mấy tháng mình cũng có nói rồi là năm năm 2016 này là theo tôi biết là cũng có hơn 100.000 công ty nhỏ tư nhân đó bị phá Phá sản. sản Phá sản. trên 100 ngàn. Hơn 100.000 Oh nha. wow. Phá sản. Thì
đó là cái hiện trạng kinh tế của Việt Nam. Nhìn chung bề ngoài đó thì có người ta không thấy, nhưng mà các nhà chuyên môn thì người ta đào sâu vào và người ta thấy rằng cái viễn ảnh kinh tế của Việt Nam nếu không kịp thay đổi thì sẽ rơi vào một cái tình trạng, mà cái tình trạng ấy sau cùng sẽ bị lệ thuộc vào Trung Cộng. Đó là cái vấn đề quan trọng nhất. Dạ, thì thưa quý vị, đến đây chúng tôi sẽ tạm dừng cho cái phần của Việt Nam. Thì hy vọng một lần nữa, lần sau chúng tôi sẽ đào sâu hơn một chút xíu nữa khi mà chúng ta có những cái dự kiện mới về Việt Nam, hoặc là những cái TPP, hoặc là những cái chính sách của ông Trump về Việt Nam. Một lần nữa cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn quý thính giả. Quý thính giả VNTV.